các bạn thấy con gà nó còn nước không ạ? Mỏng nước nha. Tức là nướng xong đó mà con gà nó vẫn còn giữ được cái độ ướt mềm của con gà, là cái đó là đạt nha các bạn. Ra giòn đấy. Ồ, nướng lên bắt đầu nổi da cám lên à? Cho nó rồi. Đây, tập pizza cho các bạn xem này. Hello, xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Nguyễn Duy Trinh của quận 2 nha. Và ngày hôm nay mình đến đây để muốn chia sẻ đến cả nhà một cái điểm bán của một anh chàng dân tộc người Tày làm 4 món nướng rất là ngon. Bây giờ thì mình đến đây hiện tại đang là 9 giờ hơn rồi, và mình hôm nay thì mình đến là anh đang chuẩn bị mở ra bán nè các bạn ạ. Rồi nha, nói chung ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn các món nướng nha các bạn. Này, anh đang chuẩn bị một cái lò để anh nướng luôn này. Anh đang đốt than để anh nướng. Ở đây thì anh có món heo quay nguyên con, heo nướng, vịt nướng, gà nướng và chân giò rút xương nướng. Rất đặc biệt. Anh đang chuẩn bị một cái lò. Cái này là mình chuẩn bị để làm cái này nướng. Chuẩn bị em quay heo đây. Quay heo à? Đúng rồi, yeah. Quay heo tại đây thì mỗi ngày thường thì em bán một con. Cuối tuần thì nhiều là hai con. Giới thiệu với cả nhà, đây là anh Dũng nha các bạn. Anh Dũng là người dân tộc Tày đúng không anh? Anh là người Tày. Anh là người Tày. Anh là một anh chàng người Tày chính gốc nha. Vô đây làm các món đặc sản của người Tày. Đúng hơn là các món đặc sản của người Lạng Sơn đúng không anh? Đúng rồi, Lạng Sơn. Gọi là heo gà vịt. Cái xứ của người Tày là gọi là Lạng Sơn là chuyên các món về chuyên về ngành nướng, đồ nướng. Chuyên về nướng. Như các bạn biết là các món về Tây Bắc về đồ nướng là rất là nổi tiếng. Và hôm nay vô đây thì đúng chính gốc một anh người Lạng Sơn, một anh người dân tộc Tày luôn. Có vẻ clip hôm nay rất là đặc biệt đó các bạn nha. Ở đây là địa chỉ đây là số bao nhiêu anh nhỉ? Cái này thì em bán vịt qua Chất Khê của Lạng Sơn. Chất Khê Lạng Sơn. Đây, tất cả nghe lưu của món của em đây. À đây các bạn này. Đặc sản là sơn chính hiệu. Ở đây mình thấy có heo quay này, gà nướng này, gà quay này, chân giò rút xương này. Địa chỉ là số 711 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức nha. Dưới thì mình thấy có số điện thoại của quán luôn đấy. Mình sẽ giới thiệu một chút xíu nha các bạn. Đây là đường Nguyễn Duy Trinh nối dài nha. Các bạn lên trên kia một chút xíu là các bạn sẽ đụng ngay đường ngã ba của đường Đỗ Xuân Hiệp và đường Nguyễn Duy Trinh nhá. Còn đi xuống phía hướng dưới này này thì các bạn đụng ngay khu vực cầu Dòng Ông Cố. Đi ra đường Mai Chí Thọ nha các bạn. Quán anh bán ở đây. Bên này rồi. Cái này là như vậy còn nướng thêm được không chị? Còn làm cho nó giòn da lên đó. Còn làm cho nó giòn da lên nữa hả? Còn gần như heo quay luôn. Như heo quay luôn. Anh chị là người cùng quê với nhau luôn à? Không, không khác quê. Chị ở đâu? Em Hà Nam. Từ Hà Nam á? Hà Nam hả? Tức là em thấy nhiều nơi người ta chiên lên anh. Ở đây không, chiên lên như thế là nó mất độ tươi, nó mất cái độ ngon mà nó khô. Nó khô. Đúng rồi. Vâng. Để ra giòn như này thì nó mất nhiều công đoạn lắm. Vâng. Để ra giòn đây. Ồ, nướng lên bắt đầu nổi da cám lên này. Đấy, chân rồi. Đảm bảo ra vẫn giòn luôn. Vâng. Giòn như heo quay luôn á. Đấy, đây lấy mắc mặt đây các bạn. Đấy, bốc khói này. Thơm, bốc khói này cái thơm liền. Cái vị của em làm nó khác mọi người lắm. Cái này có vị em không? Với cái lớp chấm của em thì nó khác mọi người nữa. Dạ. Kéo tao biết rồi, làm nó nhanh chứ. Có một anh khách đang đứng ngoài đang mua. Cái này không phải là thịt sống đâu các bạn nhá. Cái này là thịt chân giò tươi, cái màu nó như thế. Rồi. Uống rượu vào nó
Uống rượu rồi nó chín rồi. Đấy, một phần cũng bọc giấy bạc đàng hoàng luôn. Phần này nhiêu anh? 300.000 ạ. Đấy, có mua heo quay không anh thử không? Ở đây các bạn, ở đây mình thấy là anh làm quốc hai cái lu rất là lớn nè. Đấy, hai cái lu này là mình chuyên nướng luôn đúng không anh? Đúng rồi, em chuyên quay nướng thôi. Vâng. Đấy. Gà, vịt và chân giò. Vâng. Là heo bằng hai có thể quay được bằng hai cái lu này. Đúng rồi. Rồi. Lu này là gọi là lu ngày xưa là ông bà là cũng đựng nướng các bạn ạ. À. Nhưng mà nay là vô tay của mấy ông này là ông làm đồ nướng hết trơn. Cái lu này ngoài thị trường thì có rất nhiều loại lu. Nó vâng. Giống như kiểu là lu inox này, lu kính này, vâng. Lu sắt này, nó nhiều loại lắm. Nhưng mà em đặc biệt là em chọn cái dòng lu đất này. Lu đất. Nó mang những cái hương vị nó ngon hơn, à. Nó chất lượng hơn. Và đây em đang quay heo ở trong đây. Cái này là heo ha? Đúng rồi, em đang quay heo. Có hai miếng heo rất là lớn các bạn ạ. Cái heo này thì em quay đến đâu thì em bán đến đó. Vâng. Cứ ra lò bán hết xong vào đó lại quay tiếp. Thì nó đạt chất lượng điểm 10. Vâng. À tức là cái mặt bên kia là mình sao mình bọc cái giấy bạc lại để cho nó khỏi khô. Cháy hả? Đúng rồi, và nó cháy. Đấy các bạn ạ, thơm. Đây heo quay đây. Ừ. Cái này có la mốc mật không anh, mà em thấy cũng rất là thơm. Có, ở trong có nhưng mà chút nữa em mới sốt tiếp. À. Để vào cái gia vị và heo này thì nó có rất nhiều cái loại gia vị. Mà toàn là những cái gia vị đặc trưng của người Lạng Sơn nhà em thôi. Vâng. Đấy, trước mắt các bạn là mình thấy cái miếng da heo này nó giống thử gọi là cái bánh đa ngoài Bắc các bạn. Cái da của nó giống cái bánh đa, nó hơi rám 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 á. Đây không... là cậu em đây đang học việc. À. Đấy, đang đây đang quy trình đang em đang đào tạo từng bước một. À. Bây giờ đến cái giai đoạn đang chuẩn bị làm lò đuôi rồi. Tức là ở đây anh có nhận học viên luôn? Có, đúng rồi, em đào tạo toàn quốc luôn. Ôi giời ơi các bạn ơi. Cái này thì đặc biệt da nó rất giòn đấy các bạn này. Đấy. Da giòn ha. Da giòn lắm. Để mình lấy cái mic gần cho các bạn nghe. Giòn ha, nhìn có vẻ giòn ha. Đúng rồi. Rất là giòn. Cái heo này á, mình muốn ngon á thì mình phải lựa chọn cái miếng heo nào nó phải đạt tiêu chuẩn và ngon. Thì mình mới quay lên thì khách hàng nó tiêu dùng, người ta tiêu dùng là người ta sẽ ăn ngon và người ta sẽ đánh giá của mình và người ta sẽ mua nhiều. Vâng. Đấy các bạn ạ, còn một miếng nữa. Cái heo này để mà quay chín thành công thì mất khoảng 1 giờ. 1 tiếng. Đấy, 1 tiếng đấy. Này. Đấy, bắt đầu ra lò nhá. Đây, cái độ giòn của nó này. Nghe nó giòn, rất là giòn đấy, các bạn. Độ giòn đấy. Cái này phải có sâm da gì không anh? À, có, quy trình làm việc cái để thành công một cái miếng heo này thì mất khoảng 4 đến 5 tiếng. Vâng. Thì nó sẽ mang lại cái chất lượng cho mình, cái độ giòn da và cái độ chất lượng tươi của thịt nó ngon. Thơm quá. Đây, độ giòn. Đấy, cho các bạn xem cái chất lượng của thịt đây. Thịt ở đây thì mình phải chọn cái thịt mà làm sao mà cho nó tươi. Cái mặt trong mà còn rất là ướt mềm các bạn ạ, nó không bị khô. Ủa là sốt xong còn nướng nữa hả? Cái này ấy, thì quy trình thì em sẽ sốt cái này để cho ngon. Cái này ấy, thì... Cái này là cái nước gì đây? Nước sốt thần thánh á. Nước sốt thần thánh. Cái này thì em chuyên về sốt gà. Em hệ thống của em là chuyên về vịt quay thắt khe Lạng Sơn. Vâng. Và gà quay bánh bao. Chân giò rút xương và heo quay lá mắc mật nguyên con. Vâng. Đây là cái nước sốt này thì ăn thì không thể ấy được. Không thể thiếu nó à? Đúng rồi, không thể thiếu nó được. Dạ. Rất là ngon, đây là cái nước sốt này. Này là sốt quét lên là ăn luôn hay là quét lên xong mình đi quét lên để cho nó thấm xong rồi mình chặt ra là bán thôi anh. À vâng vâng. Quay thêm cho nó săn lại nữa. Đây các bạn ạ. Ăn ngon hay không ăn nhau còn ở cái phần nước sốt này này. Cái sốt này thì nó đạt tiêu chuẩn hơn, nó đạt điểm 10. Mình sốt lên thì nó thấm đều hết, nó ngon. Vâng. Mình quét xong mình đi quay lại một lần nữa. Dạ đúng rồi. Mình cho vào trong kia mấy phút nữa. Nhấc cao lên đừng có giật. Nhấc cao lên là ấy thôi. Rồi, hướng này,
nó về nhà là khách người ta ăn vẫn còn nóng. Heo này là mình bán sao anh? Heo này thì em bán 350 một ký. 350 một ký. Đây để em chặt cho cả nhà xem này. Ngồi nó giòn chưa? Ôi nghe da giòn khấu luôn các bạn. Ôi da nó giòn. Đấy, cái da của nó đấy nhá. Đây, chặt cái da cho các bạn xem này. Đây, giòn lắm. Giòn lắm các bạn ạ. Ồ, mình không ngờ là anh nhìn cái ngoài nó hơi hơi chai chai mà sao mà chặt nó giòn dữ. Đây các bạn đây, nói chung là bây giờ thì cái chủ của anh á là thuộc kiểu là chủ yếu là bán mang về. Cho nên hôm nay là mình thử ngay trực tiếp tại chủ đó các bạn này. Theo quay của anh này. Đấy các bạn nha. Rất là ngon. Đấy, đây là một phần này là bán nhiêu anh? Phần này thì 150 ạ. 150 ha. Ồ. 150. Quay nó. Bao nhiêu thì tính bao nhiêu? Ở đây là mình thấy anh chỉ dùng là thịt ba rọi rút sườn nhá các bạn. Đấy. Đấy các bạn nha. Ừ. Wow. Mình ăn không thưởng trước miếng nha. Ừ. Ôi cái da nó ngon. Tự nhiên mình quay mọi người đi đâu hết. Ô nó giòn. À, ngon lắm, chấm cái nước chấm này này. À, hai loại nước chấm này thì cái loại này thì nó đặc biệt một cái là muối xanh thì cái loại này nó có cái vị mà nó hơi cay cay một chút, còn cái tương đen truyền thống của quê đây cái này ha, đúng rồi. Đấy các bạn này, chấm cái này ngon lắm thực sự các bạn. Thật sự cái da của anh làm quá tuyệt vời nhá, mà em thấy đâu cần chấm đâu, nó vừa ăn rồi mà. Chấm nữa thì nó đậm đà hơn, đậm đà hơn à? Đúng rồi, nó ngon hơn. Anh dùng những món đó tất cả là theo miếng đồ chua này này. Vâng. Ăn chất lượng. Đấy các bạn ạ. Ăn thử trực tiếp là chậu mà heo mới đóng là lò. Này là muối xanh, chấm vào thì nó đậm đà hơn. Nó ngon lắm, nước này em làm thơm lắm. Cái công thức này em học này hết 25 triệu. Cái này không? Đúng rồi, còn người Hoa luôn á. Em làm theo cái món này hoàn toàn theo người Hoa. Tại vì ông nội em là gốc Hoa. Đó. À. Thì ra là một anh chàng người Tây gốc Hoa. Đã quá nhanh nhỉ. Công nhận là anh em thích cái da của anh quá. Cái da này nếu mà nói về cái da này á, thì mình làm thì nó phải mất thời gian từ 3 đến 4 tiếng. Bắt đầu mình mới cho vào quay. Nó giòn mà cái kiểu giòn của nó là giòn xốp. Nó mà giòn cứng mà giòn xốp. Mà cái thịt của nó đó, nó gọi là cái thịt của nó ở đây, bây giờ nó rất là mềm, rất mềm. Cái gia vị này cũng là cái gia vị truyền thống của quê nhà em, nhưng mà đặc biệt đối với người trong thành phố Hồ Chí Minh mình nhé, em phải thêm một chút xíu đường nữa. Tại vì cái hậu quả trong này người ta ăn ngọt ngọt. Ngoài Bắc nhà em thì không ăn ngọt như thế. Nhưng mà em vào đây em buôn bán ở trong này thì em phải theo ở đây. Đúng là bài trong này ha. Đúng rồi. Và cái nước chấm ở đây của em một chút cũng phải thêm tí ngọt ngọt. À là cái nước từ truyền thống này ha. Đúng rồi. Đây các bạn. Cái vị này nó khác cái vị ở quê nhà em một chút rồi, tại vì ở đây em cho thêm tí ngọt ngọt vào đây rồi. Đây mình ăn một cái miếng truyền thống. Các bạn có thể coi là miếng da của anh nè. Trời nó giòn một cái luôn. Cái này là chấm với gọi là nước sốt truyền thống nè. Wow. Mời cả nhà. Giòn mà nó ngon lắm. Vâng. Mấy món kia thà mình chưa biết các bạn. Thà quay duyệt nha. Cái này thì khách khi nào em bỏ ra đây này, bây giờ ví dụ em bỏ ra đây khoảng nửa tiếng đến một tiếng là bắt đầu nó nguội này. Vâng. Nó nguội thì khách tới ăn có nhu cầu mua ấy, thì em lại bỏ ra kia em làm nóng lại. Làm nóng lại. Đúng rồi, em chặt ra chất liệu nó cũng như thế này thôi. Cái này nó giòn được lâu không anh? Được 7-8 tiếng anh ạ. 7-8 tiếng. Dạ. Nó tùy chất liệu mình lựa chọn cái miếng heo nữa. Vâng. Chứ không phải miếng nào nó cũng giòn. Tức là? Do chất lượng của heo. Vâng. Nói chung là riêng cái món heo quay đây là ok nhớ các bạn. Giòn da giòn quá, và cái kiểu là heo quay kiểu nướng các bạn, nghe rất là thơm, nó giòn.
Mà được cái hay là nó như vậy mình dừng được cái độ ướt mềm của cái heo á. Em bây giờ làm một cái giò đi. Ở đây thì anh giới thiệu được chút xíu anh, ở đây hình như anh có bán thêm cái gà này là gà gì đây anh? Gà thì có hai loại anh ạ, gà nướng mật ong và gà nướng muối ớt. À, gà nướng mật ong và gà nướng muối ớt. Đúng rồi, tất cả nếu mà nhà có trẻ con với cả là người làm hoa là cây á. Vâng. Thì người ta ăn gà nướng mật ong. Còn anh em nhậu nhẹt uống rượu thì ăn gà nướng muối ớt thì nó ngon. Vâng. Rồi. Cái này là giống như một nhà nướng chín mấy chục phần trăm trước rồi anh? Em nướng 90% rồi. Còn 10% thì khách tới thì làm nốt vào rồi chặt thôi. À. Hôm vừa rồi này, em làm cái số lượng gà đây là 120 con đi đám cưới ở dưới Tiền Giang á. Người ta đi lên đây người ta đặt. Vâng. Cái anh đó thì anh ở gần đây thôi nhưng mà cưới con hay là gì đó, anh ấy đặt về mang ô tô trở về đó. Ghê vậy luôn hả? À tức là anh kiểu anh là anh đặt cho số lượng lớn luôn. Đúng rồi. Đặt số lượng lớn như thế thì em lấy anh cái vốn bớt đi chút. Vâng. Nó rẻ rẻ đi chút tại vì anh ấy còn đi xa cầu đường ở kia chứ. Bớt cho anh em tiền đi đường uống cà phê đâu héo rồi đó. À, anh Dũng nói chuyện rất là sảng khoái các bạn ạ. À, hiện tại bây giờ em ở Thiên Phú 3 lên tới Thiên Phú 9 rồi. Lên Thiên Phú 9? Đúng rồi, một cái em mới mở ở đảo Phú Quốc, với cả một cái em mới mở Hoàng Mai Hà Nội. Các bạn đừng có nghĩ là những cái xe bán kiểu ở đường phố này nha các bạn. Này làm ăn là chơi chuỗi luôn đó các bạn ạ. À. Đây là anh đang, mình thấy anh đang bán một con gà nướng mật ong và một con gà nướng muối ớt này. Các bạn thấy gà nó còn nước không các bạn? Mỏng nước nha. Tức là nướng xong đó mà con gà nó vẫn còn giữ được cái độ ướt mềm của con gà là cái đó là đạt nha các bạn. Không anh ơi, heo anh ngon quá. Không em ưu tiên em ra thật ạ, vịt cá biết sao nhưng mà như riêng con heo. Cho tôi ăn thử luôn. Vâng, riêng con heo. Heo chất lượng hơn. Vâng. Thì em thấy là anh quá uy tín thôi anh ạ. Gà quay da giòn này. Gà quay da giòn. Ồ, cái màu da đẹp ghê anh nhỉ. Màu này là màu của mật ong đây anh ạ. Mật ong đấy. Vâng. Gà này là gà ta lai này. Gà ta lai. Ở trong Sài Gòn mình có người gọi là gà mía đấy. Gà mía. Rồi. Mình có bán qua cái app nào không anh? Em bán qua Grab. Grab. Shopee Food, Bimin nhiều lắm. Vâng. Rồi trên đó rồi nó có chênh giá so với ở đây không anh? Chênh nhiều. Chênh nhiều hả? Tại vì trên đó là mất phần trăm. Vâng, đấy là thực tế nha các bạn. Các bạn ngồi nhà muốn ngồi nhà ăn có ăn thì phải mất phần trăm là đúng rồi. Là hai loại gà. Đây gà này là gà nướng muối ớt này. Như con gà hồi nãy mình xem đó là đấy là con gà mật ong. Vâng. Cái này gà này. Em làm có hai loại cay và không cay để cho mọi người ăn có sự lựa chọn. Cái này có cay quá không ta? Em thấy đỏ, cái đỏ chóe. Cái này nó chỉ cay vừa ăn thôi anh. Vậy à. Nó cay nhẹ nhàng thôi chứ không phải cay xé đâu. Vâng. Nó cay theo kiểu độ ngon, độ thơm của nó. Vâng. Cái này mà đúng bài là được con gà đen bản thì đúng là tuyệt vời anh nhỉ. Gà đen bản thì em có thể em làm ở đây được nhưng mà với một cái giá tiền đưa ra ngoài thị trường thì hơi cao. Vâng. Thì bây giờ đang làm ăn kinh tế nó khó khăn thì nhiều người không ăn đấy. Vâng. Với cái giá bình dân thì người ta có thể người ta sự lựa chọn được. Vâng. Người ta mua con gà về có thể người ta bớt được chút tiền người ta mua thêm thùng bia. Vâng. Vừa có ăn vừa có nhậu. Kinh tế đi chợ thì chỉ có 500 thôi. Vâng. Nhưng mà được con gà mà được một thùng bia. Vâng. Chứ còn nếu mà kinh tế mà có 500 thì ra mua con gà đen kia thì hết 400 mấy rồi. Ờ đây là hết mất thùng bia, mất thùng bia. Đấy các bạn ạ. Đây là gà nướng mật ong này. Vâng. Cái vị gà này thì nó không cay. Vâng. Như cái gà muối ớt hồi nãy thì nó bắt đầu là ăn là nó cay. Vâng. Những cái gà này thì nó không cay. Vâng. Thì để cho khách có sự lựa chọn ấy, thì em sẽ làm một cái loại gà không cay và cái loại gà cay. Vâng. Đấy, nhiều người không ăn được cay thì người ta sẽ ăn cái loại gà này. Dạ. Gà nướng mật ong này ha. Em chặt đi. Dạ. Còn nói về công thức ướp thì nó là một thôi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Cái nước sốt đặc biệt đấy em đi học ở người Hoa về đấy. Vâng. Cái này thì em chia sẻ ra ngoài thị trường nhưng mà ít thôi chứ em không dám chia sẻ nhiều. Vâng. Đủ xài thôi các bạn ạ, chia sẻ đủ xài đó. Những người nào mà đam mê thì em mới chia sẻ thôi. Vâng. Vừa làm vừa chơi họ kia là em không có chia sẻ. Ừ.
Xem TV đây con. Con này là nhiêu tiền anh? Ờ, cũng con này cũng 180 ngàn anh ạ. 180 ngàn một con. Em bán với cái giá bình dân để cho mọi người ăn thôi. Vâng. Đấy. Thì con gà nướng xong mà nó vẫn còn ướt mềm các bạn, nó mỏng nước là thấy nó là bẩn rồi đó. Cái này là mình cùng quét lên mật ong phía ngoài mình nướng như bình thường hay là kiểu như nào anh? Hay là mình cũng có mật ong. Vâng. Để tạo lên một con gà này á, thì mình phải chọn lựa cái gà làm sao mà gà cho nó chất lượng. Với cái thứ hai là cái gà làm sao mà nó đạt tiêu chuẩn. Gà này gọi là gà ta lai này. Rất là nhiều nhiều vừng này, cho nhiều vừng nhỉ. Vừng này nó thơm anh ạ, ăn nó quyện vào nó ngon lắm. Vâng. Đấy. Để tạo lên một con gà ngon á thì mình quay nó chỉ chín tới thôi. Vâng, vừa chín tới hả? Vừa chín tới nó ngon này. Vâng. Chứ nếu mà để chín quá là nó, cái nhất là nó bị khô, cái thứ hai là ăn nó không được đạt điểm 10. Vâng. Đấy. Nhìn con gà nó vẫn còn ướt mềm các bạn ạ, tức là nó kiểu mà nó gọi là nó vẫn còn giữ được cái đầu ướt mềm của nó. Đấy, đây. Đấy. Wow. Con này là anh bán nhiêu? Một con này. Con này cũng 180 ngàn luôn anh ạ. 180 ngàn. Dạ. Đây các bạn nha, đây là các bạn có thể tham khảo một con gà 180 ngàn nha. Con này thì mình ước chừng nó khoảng hơn 1 ký. Là ký 2, ký 3 móc ạ. Rồi thì mình thấy anh cho vừa gà này, vừa bánh bao này, 2, 4, 5 cái bánh bao, rồi là rau, rau dưa ăn kèm. Có đồ chua, nước chấm luôn. Đấy, nước chấm hay là nước chấm luôn, rất là đặc biệt. Nhìn sạch sẽ nghe. Ai mà không ăn bánh bao ấy, không lấy đồ chua các thứ ấy, thì một phần như này thì 160. 160. Đúng rồi. Tức không có nước chấm và có rau dưa, chỉ đấy, không có bánh bao thôi. Vâng. Là 160 ngàn một con. Vâng. Ở đây các bạn là cái chỗ này là anh bán chủ yếu là mang về, không có chỗ ăn tại chỗ, cho nên là hôm nay thì mình quay và mình sẽ thưởng thức tại chỗ luôn. Phần con gà là phần nào ngon nhất anh? Má đùi này. Má đùi là ngon nhất ha. Má đùi. Thế thì cầm cái đùi. Thường thường cái này người ta hay để cho trẻ con ở nhà người ta ăn đấy. Nhà có em bé con lít thì là bây giờ mình đi ăn cái đùi thế đấy, nhưng có câu là đùi dành cho trẻ con. Không, mình bây giờ mình có thể đi ăn được. Đấy các bạn nha, đây mình lấy quả nóng này. Các bạn này, lấy một cái miếng thịt lên cho các bạn xem này. Cho cái da ngoài mình thấy anh làm rất là giòn này, và ở trong cái thịt nó vẫn còn cái độ ướt mềm phía trong ha. Nóng bốc khói luôn á. Uầy, thơm ấy. Em hỗ trợ ông con heo tí mà cháy lại hết rồi. Nó không có quá cay đâu các bạn ơi. Nó phải hơi the the nhẹ thôi. Cái da ngoài nó giòn nhẹ. Mà đặc biệt là mình thấy là anh cho cái lớp gọi là cái lớp bừng, lớp mè á. Ăn nó vừa giòn giòn vừa cái cay là hơi bùi bùi. Bùi bùi béo béo hơi nhẹ của cái lớp mè á. Rất là hay nha. Các bạn ăn là nhớ ăn luôn được cái phần đó. Đây. Thơm quá. Ngon, thơm. Cái thịt nó mềm á. Cái này hình như, cái này hình khỏi chấm vừa ăn ấy nhỉ. Dạ, nhưng mà nó cũng vừa vừa rồi. Nó khoảng đạt khoảng 80% rồi. Nhưng mà mình muốn đậm đà thêm thì mình chấm thêm. Cái độ chua này thì cái độ nó cũng có độ giòn của nó lắm. Ăn nó ngon. Nó giòn lắm. Nó không bị khô anh nhỉ? Đúng rồi. Không bị khô. Để đạt ra một con gà đạt tiêu chuẩn như này thì mình rất nhiều công đoạn và rất nhiều công sức đấy, đúng không? Vâng. Đấy các bạn này, nãy giờ mình vẫn cứ ngắm nghía cái đùi mà anh nói là đùi cho trẻ em cho nên là mình dám ăn. Trẻ em mình cũng ăn luôn. Đấy à. Tại cầm cái đùi để chấm cái nước chấm cho nó dễ mà. Đấy các bạn ha. Rửa lên một chút xíu rồi. Đấy, cắt sầu lên. Ở đây thì có cái loại gọi là nướng với ớt và có loại không nướng với ớt, các bạn ăn nào tùy ý nha. Thôi chạy ra kìa. Thôi quay về cả khan đi. Đây anh nướng á. Tức là anh không nướng chín liền một lúc đâu. Anh nướng cho anh ngừng. Cho anh nướng. Cơ giống như mà làm chín qua nhiều lần á thì cái thịt ở trong nó vẫn giữ được cái độ ướt mềm mà
Lúc mà cái bước cuối cùng anh làm tròn cái da phía ngoài ấy, mà cái thịt trong còn dư cái độ ướt mềm rất là ngon, rất là ngọt thịt. Ngon nha. Ở đây thì cái phần có nướng mật ong và nướng muối ớt, nhưng mà mình thấy hình nướng mật ong anh không có cho mè. Cái phần nướng muối ớt á nó hơi cay nhẹ thôi, nhưng mà nó có phần mè phía trên á, anh đã cứu hạt mè rất là thơm. Cho nên nếu được thì các bạn cứ, nếu mà có mua các bạn cứ ưu tiên mua cái phần mà gọi là gà nướng muối ớt nha, có mè phía trên nha. Cái này là vịt lớn, vịt size lớn đấy, là vịt này thì 250 một con. 250 một con, yeah. Đúng rồi, vịt này là em làm theo chuẩn vị Thất Khê đấy, là Lạng Sơn. Thất Khê Lạng Sơn, đúng rồi. Thế là vịt ở đây là gọi là đúng chuẩn của vịt quay Lạng Sơn, đúng rồi, vịt vịt Thất Khê, yeah. Để đạt được một con vịt ngon như này thì mình phải lựa chọn những cái thực phẩm phải tươi ngon. Vâng. Nhìn con vịt là thấy ngon ha. Một con này bán nhiều anh? Con này thì bán 250 một con. 250. Yeah. Đúng rồi. Kèm rau dưa nước chấm đầy đủ luôn. Thơm các bạn ạ, anh chặt ra vẫn thơm. Đây, ném vào mặt đây. Vịt quay Thất Khê Lạng Sơn là phải có ném vào mặt. Vâng. Ủa như vậy là cái vùng Thất Khê Lạng Sơn là cái vùng đẻ ra món vịt này anh hay là? Đúng rồi. Lạng Sơn thì em là tất cả các cái đồ nướng, nổi tiếng các đồ nướng. Rồi một con đôi nó chặt một cái hộp đầy luôn các bạn ạ. À, giá thì bình dân thôi, 250 một con. Đấy, một hộp. Đấy. Con này tầm 1 ký không anh? Con này nếu mà móc của nó thì 2,2 ký anh ạ. 2,2 ký một con hả? Vâng. Kèm một phần nước chấm đây. Đấy, đây là phần rau như này. Vậy là đây cái này là 250. Và quy trình làm việc của bọn em thì bọc giấy bạc. Đấy, quy trình làm việc bọc giấy bạc, về tới nhà khách ăn vẫn còn nóng. Đấy các bạn, là như vậy là mình thấy rất nhiều chỗ người ta bỏ vào hộp gọi là hộp nhựa để trực tiếp á, nhưng mà ở đây anh bọc cái giấy bạc mình thấy là ok rồi đó. Về nước chấm em bỏ vào đây thì mọi người về mở cái nắp ra là ăn thôi, không có phải đổ đi đổ lại. Vâng. Đây là phục vụ tận nơi luôn. Và quy trình của em làm việc thì em giao hàng tận nơi, tất cả trong bán kính tại toàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lửa con này. Lửa con này bán nhiêu? Lửa con này thì 130.000. 130.000 hả? Ôi, thơm nhỉ, công nhận là cái này à. Cái này nó có mật ong, lên màu mật ong. Ừ. Cái da này hình như nó không có giòn không anh, hay có giòn không anh? Cái này da nó mềm thôi. Da mềm. Đúng rồi. Đấy, đây là nửa con 130.000. 130k. 130k. Đấy các bạn ơi này, thơm quá. Ở đây thì vịt này là gọi là vịt quay vịt Thất Khê Lạng Sơn. Thất Khê Lạng Sơn. Đúng rồi. Vịt Thất Khê Lạng Sơn vô cùng nổi tiếng. Vịt quay lu á. Vịt quay lu á. À là quay trong lu ấy đó. À là đem vào đây nướng thêm. Mang đây làm nóng lại thôi. Vâng. Đấy các bạn nha. Rất tiếc là hôm nay là anh bán ở đây là của anh là cái kiểu mang đi là chính, các bạn không có ăn tại chỗ á, cho nên là mình kiểu cứ mua ít ít xong bắt đầu mình thử luôn trong là trong gói mang về. Đây chỉ phục vụ mang về thôi. Wow, thơm. Đấy các bạn này. Mời anh. Đấy. Cái vịt này nó mình quay ở đấy là có cái độ tươi, nó ngon. Ôi. Đây này cái da của nó đây. Thơm lắm. Ngon nhỉ? Đấy các bạn này, thấy cái da ngoài nó được làm lên cái màu rất là đẹp. Và cái thịt ở bên trong này nó vẫn giữ được độ ướt mềm của thịt ha. Lúc này mình thấy anh chặt mà nước nó băng tứa tung luôn. Nước bắn tung tóe. Nước bắn tung tóe. Cháu ơi hỏi khách ăn gì không? Ngon lắm, cái vịt này ngon lắm. Để mà đạt tiêu chuẩn thì lựa chọn cái vịt này cũng phải kỹ. Vâng. Với cả là mình làm cái con vịt này mình sơ chế làm sao mà cho cái nó không bị hôi. Không bị hôi lông ha. Đúng rồi. Đấy, cái làm vịt đâu đấy thôi. Cái thịt nó rất là ướt mềm các bạn ạ. Ướt mềm và rất là ngọt thịt. Ở đây các bạn, cái món chính ở đây là cái món vịt quay Thất Khê Lạng Sơn nha. Chính là vịt đấy các bạn này. Nói chung là vịt đấy rất là thơm. Anh nướng xong mà con vịt nó vẫn giữ được độ ướt mềm của vịt rất là ngon tuyệt vời nha. Thơm. Lá bóng mật mà nó thấm vào thơm.
Và bây giờ là mình cắt tại chỗ đây luôn, cắt trên lò luôn. Dạ đúng rồi, cắt tại đây luôn. Thì anh ăn khúc nào thì mình cắt khúc đó. Vâng. Ok anh. Nếu mà nguyên con này là khoảng nhiêu anh? Nguyên con này nếu mà bán thì 330 một ký. 330 một ký. Con đúng này rồi. Khoảng nhiêu mấy ký? Con này khoảng 12 ký. 12 ký. Nhân lên nha các bạn. 4 triệu. 4 triệu một con. À. Đây ông chú đây chuẩn bị công tác để heo ra lò đây. Chào chú. Chú đi vào tàu rồi cắt xong rồi cắt cái đoạn ra giòn này. Thảo chị. Đấy, công đoạn này thì lấy nước. Cái nước này chấm bánh mì thì ngon lắm. Là cái sảy con bà bảy đó nè. Mình nhấn lên một cái màu rất là đẹp. Màu mật ong nhá. Vâng. Đây màu mật ong á. Chú đi bắt tay không? Công tác chuẩn bị các bạn ạ. Ngoài ở đây như vậy là anh đã bán tới 4 món các bạn. Thường là các món nướng và đều có sự kết hợp của lắm mật. Đây để em cắt cho anh miếng ăn thử này. Đây, sang đây kìa. Giòn nha. Đấy, giòn lắm. Đây, giòn. Ôi, gà giòn lắm các bạn ạ. Đây. Rất là giòn. Đấy. Đấy, giòn lắm. Wow. Đây để cho anh ở bên trong nó là bây giờ là rất là đấy, nhiều thịt chín rồi. Đây lấy mắc mật đây. Đi tí đâu? Đi tí này nè. Đây. Wow. Đây cái da của nó đây này. Giòn ghê nhỉ. Da giòn lắm. Wow. Em bốc miếng nha. Ok. Đây, đây các bạn này. Cho anh ít rau riêu nước chấm này. À, hai cái hồi nước chấm ấy. Ui. Mình nhìn cái da nó bằng bằng này mình nghĩ là nó không có phồng rộp đấy, nó không giòn nha anh ơi, rất là giòn. Ừ. Ui, chấm nước anh. Giòn này. Ôi các bạn ơi. Đây tất cả rau dưa nước chấm để chuẩn bị đây. Là bên chuẩn này bị heo ra lò đây. Đúng rồi. Và đây cũng có quy trình giấy bạc đồng hoàng. Ừ. Đây. Wow. Ôi cái da nó giòn. Bất ngờ luôn nhỉ. Bất ngờ. Sự rất bất ngờ anh ạ. Em thấy là nó không có nổ da cám nên em nghĩ nó không giòn nha. Cái này nó giòn theo kiểu khác. Nên giòn vỡ luôn. Giòn. Cái này giòn được lâu không anh? Cái này giòn thì khoảng 3 đến 4 tiếng thôi. 3 4 tiếng hả? Dạ. Ăn nhàn không các bạn ơi. Đây là cái phần thịt này. Đây. Đây các bạn thấy nha. Đây là cái phần thịt với phần da của nó này. Ở đây anh quay ra mà ở trong là cái nước nó rất là nhiều. Nó giòn với ngoài mà thịt ở trong nó ướt mềm với trong á.
Mời cả nhà. Giòn lắm mà ơi. Giòn. Đây chú giới thiệu về heo sườn. Quá giòn luôn các bạn. 350 một ký. Nhưng mà theo như lời anh nói là ở đây nó chỉ giòn được khoảng 3-4 tiếng thôi. Cái giòn bên ngoài cái thịt ở trong còn rất là ướt mềm mà nó không bị khô á, thịt rất là ngọt, vừa mềm vừa ngọt. Đây. Mà nó thơm lắm nha các bạn. Thơm. Thì ở đây là có cái mùi gọi là mùi lá bóng mật á. Nó khử hết những cái mùi đi mà bây giờ nó cũng dậy lên mùi cực kỳ thơm. Giòn quá. Thật sự các bạn, ăn cái da nó giòn. Nóng. Cái da nó giòn nhưng mà thịt nó tươi lắm. Thịt nó mềm. Cái thịt của nó rất là ngon, cái này là ngon nhất là ba chỉ đây này. Ba chỉ ha. Đây ba rọi này. Đấy. Ngon lắm. Thơm nhỉ. Cái gia vị của em để đưa vào con heo này nó cũng đặc biệt lắm. Gia truyền luôn. Nhưng mà mình cũng vẫn phải thêm một chút ở đây nữa. Đúng rồi. Cái này là nó có, gọi là nó có chuẩn của cái gọi là Tây Bắc không anh, hay là nó còn biết tấu chút xíu cho hợp trong này? Nó thêm một ít ở trong này rồi. Vâng. Tại vì nếu mà theo cái hương vị của mình ở ngoài quê ấy, thì đôi khi những người ở miền trong này người ta không thích những cái vị của mình. Vâng. Thì mình phải thêm chút. Đấy. Nhưng mà còn cái hương thơm và cái cách làm thì nó phải... Thì vẫn giống như ở quê truyền thống thôi. Dạ. Tuyệt vời các bạn ạ. À, rồi nhé các bạn. Nói chung là như vậy thì ngày hôm nay thì mình cũng vừa mới giới thiệu đến cả nhà trong một cái điểm bán 4 món nướng. Khẩu vị và cái cách làm của chính gốc Tây Bắc nha, của một anh chàng dân tộc người Tày nha các bạn. Nếu mà một lần nào đó các bạn đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể vào ăn thử nha. Ở đây thì về heo thì đúng là heo quay lá bóc mật này. Rồi ở đây thì còn một cái món nữa là cái món đùi heo mà mình chưa có ăn thử. Nhưng mà ở đây mình đã ăn thử qua 4 món của anh rồi. Gà quay này, rồi là vịt quay này, heo ba rọi. Cái món mà gọi là cái món thịt heo mà gọi là quay các bạn, thịt heo miếng quay á, cũng ngon lắm. Anh làm cái da rất là ngon. Và hôm nay là đến cái món heo quay. Ủa? Đây cái da anh làm rất là ngon. Ngon giòn và rất là thơm. Của cái lá bóc mật á. Rồi nha, nếu mà bạn nào mà thích ăn các món nướng, thích ăn đặc sản của Tây Bắc thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này các bạn có thể ghé vào ăn thử một phần nào đó nha. Ở đây thì mình nói về 4 món thì nói là thích nhất thì ở đây mình thích 2 món về heo nhất. Hai món vị heo đó là cái phần heo quay và cái phần heo nguyên con này. Còn nếu mà các bạn thích món vịt thì các bạn có thể thử con món vịt quay Lạng Sơn nha, rất là ngon. Còn riêng video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem những video mới, những món ngon mới từ kênh Video nha. Còn bây giờ thì ăn hết nước này rồi đi về các bạn. Hôm nay thì mình hai phần kia mình mua, còn cái phần này được mời ăn thử. Thì cái riêng cái món heo quay này thì anh để trên lò á, anh không có chặt ra trước, và gọi là cứ khách tới đâu anh chặt thành nóng cái đó còn không.